Thói quen 2 Bắt đầu bằng đích đến Sự hình dung và lời khẳng định Lãnh đạo bản thân không phải là một trải nghiệm đơn lẻ Nó không bắt đầu hay kết thúc bằng việc viết xong bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân đúng hơn, đó là một quá trình giữ cho hoài bão và giá trị dẫn dắt bạn gắn kết cuộc đời bạn với những điều quan trọng nhất đó. Chính trong nỗ lực ấy, khả năng của bán cầu não phải sẽ giúp ích cho bạn trong từng hành động nhằm hợp nhất tuyên ngôn sứ mệnh với cuộc đời bạn. Đó là một ứng dụng khác của thói quen 2, bắt đầu bằng đích đến. Quay lại ví dụ mà chúng ta đã đề cập trước đó, giả sử rằng Tôi là một người cha hết mực yêu thương con và tôi xác định đó là một trong những giá trị căn bản nhất trong tuyên ngôn sứ mệnh của mình. Nhưng hàng ngày tôi lại hành xử quá đáng với thằng bé. Khi đó, tôi sẽ sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng để viết ra lời khẳng định giúp cuộc sống hàng ngày của tôi trở nên nhất quán với các giá trị sâu thẳm. Một lời tuyên ngôn khẳng định đúng cần có 5 yếu tố mang tính cá nhân, tích cực ở thì hiện tại có thể hình dung và đầy xúc cảm khi đọc vào ví dụ tôi có thể viết như sau trong tư cách một người cha không gì mãn nguyện và hạnh phúc bằng việc nếu tôi mà hành xử trong sự khôn ngoan tình yêu thương và tính tự chủ khi con tôi làm sai một điều gì đó sau đó tôi bắt đầu hình dung về điều này tôi dành vài phút mỗi ngày thư giãn cơ thể và tâm trí. Tôi nghĩ về những tình huống con tôi làm sai, mường tượng thật chi tiết và sống động như thể mình đang hiện diện trong khung cảnh đó. Tôi cảm nhận được mặt ghế mình đang ngồi, sàn nhà dưới chân mình, chiếc áo mình đang mặc. Tôi cũng hình dung ra bộ quần áo của con bé, nét mặt biểu lộ của nó. Các chi tiết tôi tưởng tượng càng rõ và sinh động bao nhiêu, Tôi càng cảm nhận sự trải nghiệm của mình Sâu sắc bấy nhiêu Và càng ít có cảm giác Mình chỉ là khán giả của sự việc Tôi bắt đầu thấy con bé Là một việc gì sai sót Mà theo lẽ thường là tim tôi đập thình thịch Và bắt đầu nổi cáo Nhưng thay vì phản ứng như thường lệ Tôi lại thấy mình đang xử lý Tình huống với tình yêu thương Dành cho con Và sự tự chủ mà tôi đã cam kết Trong lời khẳng định Tôi hoàn toàn có thể lập trình Viết kịch bản hành xử của cho mình để phù hợp với những giá trị và tuyên ngôn sứ mệnh của tôi. Và nếu tôi thực hành điều này trong nhiều ngày liên tiếp, hành vi của tôi sẽ thay đổi. Thay vì sống theo các kịch bản do cha mẹ, xã hội, gen di truyền hay yếu tố môi trường viết ra cho tôi, tôi sẽ sống theo kịch bản của mình, xuất phát từ hệ giá trị mà tôi đã lựa chọn. Tôi cũng đã giúp và động viên con trai mình xin áp dụng phương pháp lời khẳng định này vào sự nghiệp chơi bóng bầu dục của nó. Chúng tôi bắt đầu điều này khi thằng bé còn chơi ở vị trí phòng ngự ở trường trung học, rồi sau đó tôi dạy nó tự tạo lời khẳng định cho mình. Tôi cố gắng giúp xin có trạng thái tâm lý hoàn toàn thư giãn bằng kỹ thuật hít thở sâu và thư giãn cơ bắp để đạt được sự tính lặng bên trong, rồi giúp thằng bé hình dung ra bản thân đang ở tâm điểm của một tình huống khó khăn nhất. Một đợt tấn công chớp nhoáng ập đến, thằng bé đọc được tình huống và tìm cách phản ứng. Nó hình dung mình đang ra hiệu cho đồng đội sau khi phán đoán được tình huống phòng ngự. Nó hình dung ra việc mình đoán ý đồ thật nhanh với cú đón bóng thứ nhất, thứ hai và thứ ba, rồi nó tính toán được những phương án phòng thủ khác nữa mà thông thường nó không thực hiện được. Có một lần thằng bé tâm sự với tôi là nó cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với nhau, tôi mới hiểu nguyên nhân là do thằng bé đang tự ám thị quá mức về tình trạng căng thẳng đó. Do vậy, chúng tôi hướng vào các biện pháp hình dung thư giãn trong những lúc bị sức ép. Chúng tôi phát hiện ra bản chất của việc hình dung là rất quan trọng. Nếu hình dung không đúng, đối tượng sẽ tạo ra kết quả không chính xác. Tiến sĩ Charles Garfield đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về đề tài làm thế nào để đạt được hiệu quả đỉnh cao cả trong thể thao lẫn kinh doanh ông bị cuốn hút vào đề tài này trong một chương trình làm việc với nasa ông được quan sát các phi hành gia luyện tập trên mặt đất lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần các động tác mô phỏng trong môi trường giả lập trước khi bay vào vũ trụ mặc dù đã là tiến sĩ về toán học charles garfield quyết định quay lại trường học để học thêm về lĩnh vực tâm lý, nghiên cứu về đặc điểm của những người đạt được hiệu quả vượt trội. Một trong những kết quả nghiên cứu quan trọng của ông là việc phát hiện ra rằng hầu hết các vận động viên đẳng cấp thế giới và các nhà hoạt động chuyên nghiệp hàng đầu khác đều là những người có óc hình dung rất tốt. Họ nhìn thấy, cảm thấy và trải nghiệm kết quả ấy trước khi thật sự hành động, họ bắt đầu bằng đích đến. Về phần mình, bạn cũng có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực cuộc sống trước mỗi cuộc biểu diễn một bài thuyết trình bán hàng hay khi đương đầu với những thử thách chinh phục mục tiêu bạn hãy hình dung ra viễn cảnh của nó thật rõ ràng sinh động dồn dập và lặp lại nhiều lần bạn tạo nên một trạng thái thoải mái bên trong để khi bước vào tình huống thật bạn không cảm thấy xa lạ sự việc cũng không làm bạn hoảng sợ sức mạnh hình dung sáng tạo ở bản cầu não phải là một trong những tài sản quan trọng nhất của bạn không chỉ với việc thiết lập tuyên ngôn sứ mệnh mà cả việc triển khai nó hiện có nhiều sách vở và các chương trình nghe nhìn hướng dẫn thực hiện phương pháp hình dung và khẳng định này một số công trình nghiên cứu gần đây có thể kể đến như lập trình tiềm thức lập trình ngôn ngữ tư duy và các phương pháp độc thoại thư giãn Tất cả các phương pháp này đều hướng đến việc tìm lời giải thích, điều chỉnh và tổng hợp những nguyên tắc căn bản khác nhau của sự sáng tạo lần thứ nhất. Quá trình đọc các tài liệu viết về thành công cũng giúp tôi tìm hàng trăm quyển sách về đề tài này, mặc dù một số sách có khuynh hướng thổi phồng và hư cấu hơn là dựa trên cơ sở khoa học, nhưng đa số về cơ bản là hợp lý. Phần lớn các tác phẩm có cơ sở này đều có nguồn gốc từ việc tác giả nghiên cứu và đúc kết từ kinh thánh. Trong khía cạnh lãnh đạo bản thân, kỹ thuật hình dung và khẳng định xuất hiện một cách tự nhiên trên nền tảng của tư duy, có mục đích và đạt nguyên lý làm trọng tâm trong cuộc đời. Phương pháp này có tác dụng mạnh mẽ trong việc lập trình lại, giúp khắc sâu vào tâm trí những mục đích và nguyên lý đã cam kết. Tôi tin rằng Điều cốt lõi về nguyên lý và hành xử của mọi tôn giáo trong xã hội đều như nhau, chỉ khác cách diễn đạt, thiền, cầu nguyện, hợp ước, nghi lễ, kinh sách, cảm thông, chắc ẩn và nhiều hình thức khác nữa trong việc sử dụng lương tâm và óc tưởng tượng. Nhưng nếu kỹ thuật này trở thành một phần của quan điểm đạo đức tính cách và bị xa rời khỏi phẩm giá và những nguyên lý nền tảng chúng sẽ bị lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích nhằm phục vụ cho những trọng tâm khác, chủ yếu là trọng tâm về bản thân. Sự khẳng định và hình dung là hai hình thức của việc lập trình. Chúng ta cần đảm bảo mình không để việc lập trình thiếu hài hòa hay lập trình dựa vào trọng tâm tiền bạc, bản ngã hoặc bất kỳ thứ gì ngoài những nguyên lý đúng đắn trí tưởng tượng có thể được sử dụng để đạt được những thành công chóng vánh như một lợi ích vật chất nào đó hay khi một người tập trung vào chuyện tôi có được gì trong chuyện đó không nhưng tôi tin để sử dụng khả năng này ở cấp độ cao hơn chúng ta cần hòa hợp nó với lương tâm để có thể vượt lên cái tôi của chính mình và kiến tạo một cuộc đời đầy cống hiến dựa trên mục đích sống và những nguyên lý đúng đắn chi phối thế giới thực tại một thế giới tương thuộc nhận diện vai trò và mục tiêu. Trong khi chức năng hình ảnh và cảm xúc của bán cầu não phải đóng vai trò quan trọng trong việc viết tuyên ngôn sứ mệnh thì chức năng ngôn ngữ và logic của bán cầu não trái cũng góp phần quan trọng không kém tương tự bài tập hít thở giúp kết nối thân và tâm thì viết lách cũng là một hoạt động kết hợp giữa cơ thể hệ thần kinh và yếu tố tâm lý là cầu nối giữa ý thức và tiềm thức việc viết lách giúp gạn đục khơi trong và kết tinh suy nghĩ cũng như chia tách tổng thể thành những phần nhỏ mỗi người chúng ta có nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống năng lực và lĩnh vực hoạt động khác nhau trong phạm vi trách nhiệm của mỗi người. Lấy ví dụ bản thân tôi, tôi có một số vai trò là một cá nhân, người chồng, người cha, là nhà giáo, một thành viên phục vụ trong nhà thờ và là một doanh nhân. Mỗi vai trò này đều có tầm quan trọng như nhau. Một trong những trở ngại của nhiều người trong việc trở nên hiệu quả là họ không nghĩ đủ lớn và đủ rộng. Họ thiếu đi ý thức về sự cân bằng về một hệ sinh thái toàn diện cần thiết để có một cuộc sống hiệu quả. Họ có thể để công việc cuốn đi mà bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe, hoặc rất tiếng tâm và thành đạt về sự nghiệp nhưng lại đánh mất các mối quan hệ quý giá. Bản tuyên ngôn sứ mệnh sẽ cân bằng và dễ thực hiện hơn nếu bạn biết chia nó thành nhiều vai trò ở mỗi lĩnh vực và những mục tiêu bạn muốn đạt được trong từng lĩnh vực ấy lấy ví dụ vai trò của bạn trong công việc bạn là một nhân viên bán hàng hoặc một người quản lý hay một chuyên gia phát triển phản, sản phẩm bạn muốn trở thành gì những giá trị nào nên có để dẫn dắt bạn hoặc ở đời sống cá nhân bạn là một người chồng người vợ người cha mẹ một người hàng xóm một người bạn bạn muốn là một người thế nào trong mỗi vai trò ấy điều gì là quan trọng với bạn cuối cùng hãy nghĩ đến vai trò cộng đồng, lĩnh vực chính trị, dịch vụ công ích hay các tổ chức tình nguyện. Một nhà lãnh đạo cấp cao đã áp dụng ý tưởng vai trò và mục tiêu để thiết kế bản tuyên ngôn sứ mệnh như sau: "Lẽ sống của tôi là sống chính trực và tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời của nhiều người khác. Để hoàn thành được sứ mệnh này, tôi sẽ tham gia hoạt động từ thiện, Tôi tìm kiếm và yêu thương những người đang gặp khó khăn bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào. Lựa chọn sống dấn thân, tôi cống hiến thời gian, tài năng và nguồn lực của mình cho sứ mệnh. Truyền cảm hứng, tôi sẽ đi giao giảng và trở thành nhân chứng rằng tất cả mọi người đều là con của Thượng Đế, đều có thể vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Tạo ảnh hưởng, những việc tôi làm tạo nên sự khác biệt cho cuộc đời của nhiều người khác để thực hiện được sứ mệnh trên những vai trò sau đây sẽ được tôi ưu tiên người chồng vợ tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng tôi cùng nhau làm đơm hoa kết trái ở sự hài hòa công việc từ thiện và tiết kiệm người cha tôi sẽ giúp con mình mỗi ngày thật nhiều niềm vui con trai anh trai tôi luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ và yêu thương giáo dân thiên chúa giáo chúa có thể tin rằng tôi sẽ giữ lời răn của người và phục vụ tha nhân nhân tố cho sự thay đổi tôi là chất xúc tác cho sự phát triển nâng cao hiệu quả của tổ chức học giả tôi sẽ học hỏi thêm nhiều điều mới mỗi ngày viết ra sứ mệnh trên dựa trên những vai trò quan trọng đem đến cho bạn một cuộc sống cân bằng và hài hòa nó giúp cho từng vai trò trở nên rõ ràng với bạn bạn có thể đều đặn xem lại những vai trò này để đảm bảo rằng đang không bị quá cuốn vào một vai trò nào đó mà quên các vai trò khác cũng như quan trọng không kém trong cuộc đời. Sau khi nhận diện các vai trò, bạn hãy nghĩ đến mục tiêu dài hạn mà bạn muốn hoàn thành ở mỗi vai trò. Một lần nữa, chúng ta sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng, sáng tạo và niềm cảm hứng. Nếu những mục tiêu dài hạn này là sự mở rộng của bản tuyên ngôn sứ mệnh dựa trên những nguyên lý đúng đắn chúng sẽ rất khác với mục tiêu mà nhiều người thường đặt ra mục tiêu này sẽ hài hòa với những nguyên lý và quy luật tự nhiên và mang lại sức mạnh cho bạn mục tiêu này không đến từ một ai khác mà do chính bạn đặt ra chúng phản ánh hệ giá trị sâu thẳm tài năng độc đáo và ý thức về sứ mệnh của bạn chúng xuất phát từ chính những vai trò mà bạn lựa chọn trong cuộc đời một mục tiêu hiệu quả là một mục tiêu tập trung vào kết quả thay vì hành động. Nó giúp bạn nhận diện đích đến và xác định mình đang ở đâu. Nó cung cấp thông tin quan trọng về câu hỏi làm thế nào và khi nào đến đích. Nó hội tụ nỗ lực và năng lượng của bạn. Nó mang lại ý nghĩa và mục đích cho mọi điều bạn làm và cuối cùng nó chuyển hóa vào trong từng hành động hàng ngày, giúp bạn luôn chủ động nhận nhận lãnh trách nhiệm của cuộc đời mình tạo nên sự thay đổi từng ngày và giúp bạn hoàn thành được tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Các vai trò và mục tiêu giúp phát họa và mang lại định hướng cho sứ mệnh của bạn. Nếu bạn chưa có tuyên ngôn sứ mệnh, hãy bắt đầu ngay, chỉ cần nhận diện được những lĩnh vực khác nhau trong cuộc đời, hai hoặc ba kết quả quan trọng mà bạn muốn đạt được trong mỗi lĩnh vực để giúp bạn tiến lên phía trước là bạn đã có một viễn cảnh tổng thể và ý thức về định hướng cho cuộc đời. Khi chuyển sang thói quen 3, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về những mục tiêu ngắn hạn, ứng dụng quan trọng cho đến lúc này là nhận diện ra được những vai trò và mục tiêu dài hạn bởi chúng liên hệ mật thiết đến tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân. Những vai trò và mục tiêu dài hạn này là nền tảng cho việc thiết lập mục tiêu hiệu quả khi chúng ta đi vào thói quen 3 trong việc quản trị thời gian và cuộc sống hàng ngày. tuyên ngôn sướng mệnh dành cho gia đình vì thói quen 2 vì thói quen hai dựa trên nền tảng những nguyên lý nên phạm vi áp dụng của nó rất rộng ngoài việc vận dụng cho cá nhân thì đối tượng gia đình các nhóm cộng đồng hay mọi loại hình tổ chức khác cũng đều hoạt động hiệu quả hơn nếu biết bắt đầu bằng đích đến. Nhiều gia đình hiện nay được quản trị dựa trên những giai đoạn khó khăn với những biện pháp xử lý tức thời, thỏa mãn nhu cầu trước mắt mà không dựa trên nền tảng nguyên lý. Với cách đó thì mỗi khi căng thẳng, những dấu hiệu bất ổn sẽ xuất hiện, mọi người trở nên nghi ngờ, chỉ trích nhau, im lặng hoặc la lối và hành xử thái quá. Những đứa trẻ nếu chứng kiến cảnh tượng ấy sau này lớn lên chúng thường tin rằng cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn là dùng vũ lực hoặc thoát lui giá trị cốt lõi của bất kỳ gia đình nào chính là những gì sẽ không thay đổi những gì sẽ luôn hiện diện ở đó là tầm nhìn và những giá trị được mọi thành viên chia sẻ khi viết ra tuyên ngôn sứ mệnh gia đình bạn sẽ làm cho các giá trị vững bền đó được biểu hiện thành lời bản tuyên ngôn sứ mệnh này trở thành hiến pháp trong gia đình là chuẩn mực hành xử là tiêu chí đánh giá và đưa ra mọi quyết định nó tạo nên tính thống nhất cũng như định hướng cho gia đình khi giá trị của mỗi thành viên hòa hợp với tuyên ngôn sứ mệnh gia đình mọi người sẽ hành xử với nhau dựa trên mục đích chung mà họ nhận thức được cần nhắc lại rằng bản thân quá trình tạo ra kết quả cũng quan trọng không kém kết quả được tạo ra Quá trình viết và hoàn thành tuyên ngôn sứ mệnh là một cách quan trọng để cải thiện tình hình gia đình. Các thành viên cùng nhau tạo nên bản tuyên ngôn sứ mệnh gia đình chính là cách buôn đắp BC, năng lực sản xuất để sống với sứ mệnh đó. Hãy thu thập ý kiến đóng góp từ mọi thành viên trong gia đình, soạn thảo bản nháp, tiếp tục lấy ý kiến phản hồi, điều chỉnh, sử dụng từ ngữ theo cách riêng của mỗi người bạn có dịp trao đổi trò chuyện để bàn về những điều thật sự quan trọng của gia đình bản tuyên ngôn sứ mệnh gia đình tốt nhất là kết quả của sự đóng góp từ mọi thành viên trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau thể hiện quan điểm riêng và nỗ lực cùng nhau tạo nên cái chung lớn hơn từng cái riêng khi mỗi người tự làm thỉnh thoảng bạn và gia đình nên xem lại bản tuyên ngôn điều chỉnh trọng tâm hay phương hướng hoàn thiện hoặc bổ sung ý nghĩa mới cho những điều đã cũ để giữ cho gia đình luôn gắn bó vì mục đích và giá trị chung, bản tuyên ngôn sứ mệnh trở thành khung tham chiếu cho cách suy nghĩ và công việc quản trị gia đình. Khi gặp khó khăn, hiến pháp này sẽ nhắc nhở mọi người về những điều gì đã thực sự quan trọng, mang lại định hướng để giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa trên những nguyên lý đúng đắn. Chúng ta nên treo bản tuyên ngôn sứ mệnh trên tường trong phòng sinh hoạt để mọi thành viên có thể nhìn thấy và tự giám sát mình mỗi ngày. Khi mọi người đọc lên những lời mang giá trị yêu thương, thể hiện tinh thần tự lập, có trách nhiệm, hợp tác, giúp đỡ, phục vụ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu cho nhau, phát triển tài năng của mình và quan tâm đến tài năng của người khác, việc đó sẽ mang lại cho chúng ta một số tiêu chí để tự đánh giá mình đang hành xử thế nào đối với những điều thực sự quan trọng trong gia đình. Khi đề ra mục tiêu cho gia đình và lên kế hoạch hành động, chúng ta cần ngẫm nghĩ điều này theo như nguyên lý này thì mục tiêu nào chúng ta sẽ phấn đấu, hành động nào chúng ta sẽ thực hiện để hoàn thành mục tiêu và hiện thực hóa những giá trị. Cứ khoảng 2 lần trong một năm, ví dụ tháng 9 và tháng 6, thời điểm bắt đầu năm học mới và kết thúc năm học cũ, chúng ta hãy nhìn lại bản tuyên ngôn, điều chỉnh mục tiêu và xác định những việc cần làm để phản ánh thực trạng và cải thiện tình hình. Điều này giúp chúng ta luôn đổi mới bản thân, tiếp tục cam kết vào những gì chúng ta tin tưởng và đại diện. Tuyên ngôn sứ mệnh dành cho tổ chức. Tuyên ngôn sứ mệnh là không thể thiếu đối với những tổ chức thành công một trong những việc mà tôi thấy có tác động lớn nhất trong các dự án làm việc của tôi với các tổ chức là giúp cho họ xây dựng một bản tuyên ngôn sứ mệnh hiệu quả và để đạt được tính hiệu quả bản tuyên ngôn phải đến từ trung tâm của tổ chức tức là không chỉ riêng các nhà hoạch định chiến lược cao cấp mà mọi thành viên trong tổ chức đều cần tham gia một lần nữa quá trình mọi thành viên cùng nhau kiến tạo quan trọng không kém nội dung của nó và đó là điều then chốt để mọi người sống với nó sau này. Tôi luôn thích thú mỗi khi đến công ty ABM và quan sát quy trình đào tạo ở đấy. Những vị lãnh đạo ở đó thường xuyên gặp các nhóm nhân viên và kể với họ câu chuyện ABM đang đại diện cho ba điều, nhân phẩm của mỗi nhân viên, sự xuất sắc trong công việc và tinh thần phục vụ. Ba điều này là hiện thân của hệ niềm tin trong ABM. Mọi thứ khác có thể thay đổi trừ ba điều đó. Giống như quá trình thẩm thấu, hệ niềm tin này lan tỏa vào mọi ngóc ngách trong tổ chức, tạo nên nền tảng vững chắc cho các giá trị chung cũng như sự an toàn cho mọi nhân viên. Trong một lần huấn luyện cho một nhóm nhân sự 20 người ABM tại New York, một người trong số họ bị ốm nặng, anh ta gọi điện báo tin cho vợ ở California. Cô tỏ ra rất lo lắng vì bệnh của anh cần một chế độ chăm sóc đặc biệt. Nhân sự phụ trách lớp lúc ấy có nghĩa vụ đưa anh đến một bệnh viện cao cấp gần đó với nhiều bác sĩ giỏi nhưng qua điện thoại họ thấy vợ anh không an tâm cũng muốn đưa chồng mình về nhà để bác sĩ riêng chăm sóc thế là họ quyết định đưa anh về nhà nhưng do sợ tốn nhiều thời gian trên đường đến sân bay và chờ giờ bay họ quyết định sử dụng trực thăng chở anh ấy đến sân bay và thuê hẳn một máy bay chuyên dụng chỉ để đưa anh ấy về california Tôi không rõ toàn bộ chi phí cho sự việc trên là bao nhiêu, có lẽ phải đến vài chục ngàn đô la, nhưng rõ ràng ABM tin vào nhân phẩm của mỗi nhân viên, vì đó là điều mà công ty đại diện. Đối với những người có mặt trong khóa học hôm ấy, đây là chính sách của ABM và họ không lấy gì ngạc nhiên cả, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ấn tượng. Một lần khác, tôi được mời huấn luyện cho 175 nhà quản lý trung tâm thương mại tại một khách sạn đặc biệt tôi thực sự bất ngờ về chất lượng phục vụ ở đây. Nó không đến từ sự hào hoạt nhoáng bên ngoài, mà thể hiện một cách tự nhiên và rõ ràng ở mọi cấp bậc, không cần đến sự giám sát nào. Tôi nhận phòng hơi muộn, tôi hỏi nhân viên tiếp tân không biết nhà hàng còn mở cửa không và có thể phục vụ thức ăn tại phòng cho tôi. Anh ấy trả lời, rất tiếc nhà hàng đã đóng cửa, thưa ông Covey. Nhưng nếu ông muốn, tôi sẽ đi lấy bánh mì sandwich và rau trộn hay bất cứ món gì ông cần mà trong bếp chúng tôi còn. Thái độ của anh cho thấy sự quan tâm thật sự đến việc ăn ở và sự thoải mái của tôi. Anh tiếp tục hỏi, "Ông có muốn đi xem phòng họp không? Ông có đủ mọi thứ ông cần chưa? Hay ông cần tôi giúp gì nữa không? Tôi sẵn sàng có mặt để phục vụ ông." Điều thú vị là không hề có giám sát của anh ấy ở đó, người nhân viên này thật sự chân thành. Ngày hôm sau, khóa học diễn ra trong lúc đang trình bày thì tôi phát hiện thiếu một vài cây bút lông màu đến giờ giải lao tôi ra hành lang và gặp một nhân viên đang hối hả chạy để phục vụ một phòng họp khác tôi có chút rắc rối tôi nói tôi đang giảng trong phòng họp kia và chỉ có mấy phút giải lao tôi cần một vài cây bút lông màu anh có thể giúp tôi chứ anh ấy quay ngoắt lại lướt nhanh bảng tên trên ngực áo tôi và nói Thưa ông cô Vi, tôi sẽ lo việc này cho ông ngay. Anh ấy không nói, xin lỗi tôi không biết lấy nó ở đâu, hay ông vui lòng hỏi tại bàn tiếp tân xem sao. Anh rất sẵn lòng giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy như thể đó là một vinh hạnh của anh khi làm điều đó. Một lát sau, tôi đứng ở một góc sảnh ngắm vài vật phẩm nghệ thuật. Một nhân viên khách sạn bước đến và nói, Thưa ông cô Vi, Ông có muốn xem thêm cuốn sách giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong khách sạn không? Sao đoán đúng ý tôi hay vậy? Đúng là dịch vụ hướng đến khách hàng, thật tuyệt vời. Tiếp đến, tôi quan sát thấy một nhân viên đang đứng trên thang lau cửa sổ phòng tiền sảnh. Từ trên cao, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang chống gậy bước đi khá khó khăn. Tuy chưa đến mức té ngã và lại xung quanh lúc đó cũng có nhiều người khác, nhưng anh vẫn leo xuống chạy đến giúp bà đi vào tiền sảnh, nhờ người chăm sóc rồi mới quay lại làm tiếp công việc của mình. Tôi tò mò rất muốn biết làm thế nào mà tổ chức này lại tạo được một văn hóa mà ở đó mọi người lại hết lòng và tận tâm phục vụ khách hàng như vậy. Tôi phỏng vấn một số nhân viên phục vụ phòng, bồi bàn, chuyển hành lý và hiểu ra rằng thái độ này đã thấm sâu vào tâm trí và nhận thức của mọi nhân viên ở đây tôi đi xuống cửa sau khách sạn để vào nhà bếp ở đó tôi nhìn thấy một tấm bảng giá trị ngay chính giữa ghi rằng phục vụ từng khách hàng vô điều kiện cuối cùng tôi đến gặp vị quản lý và bảo rằng công việc của tôi là giúp đỡ các tổ chức xây dựng phẩm giá và tạo nên văn hóa một đội ngũ trung lòng và tôi thực sự ấn tượng với những gì các bạn làm được tại đây ông có muốn biết mấu chốt là gì không vị quản lý hỏi lại tôi sau đó anh ấy lấy ra bản tuyên ngôn sứ mệnh của hệ thống khách sạn này sau khi đọc xong tôi phải thừa nhận quả thật đây là một bản tuyên ngôn ấn tượng nhưng tôi biết nhiều công ty cũng có những tuyên ngôn sứ mệnh tương tự ông có muốn xem bản tuyên ngôn của riêng khách sạn này không anh hỏi tôi ý là các anh thiết kế riêng một bản tuyên ngôn chỉ cho khách sạn này thôi à đúng vậy nghĩa là khác với bản tuyên ngôn của toàn hệ thống đúng thế nó vẫn phù hợp với tuyên ngôn đó nhưng tuyên ngôn này gắn liền với điều kiện môi trường và thời gian của chúng tôi ở đây vừa nói anh vừa đưa cho tôi một tuyên ngôn khác tôi hỏi ai là người thiết kế bản tuyên ngôn này tất cả mọi người tất cả mọi người có thật là tất cả không đúng thế kể cả nhân viên dọn phòng đúng nhân viên hầu bàn vâng nhân viên văn phòng đúng vậy ông có muốn xem bản tuyên ngôn sứ mệnh của nhóm nhân viên tiếp tân đón tiếp ông tối qua không anh ấy rút ra một bản tuyên ngôn do chính họ đã viết gắn kết với những bản tuyên ngôn sứ mệnh khác tất cả mọi người mọi cấp bậc đều tham gia vào quá trình này tuyên ngôn sứ mệnh của khách sạn này có thể ví như cái trục của bánh xe lớn rồi từ đó sinh ra các tuyên ngôn sứ mệnh riêng cho mọi người quyết định đưa ra nó chỉ ra điều mà những người trong nhóm này đại diện làm thế nào để thể hiện điều đó với khách hàng và cả với nhau. Nó tác động đến phong cách quản lý và lãnh đạo ở đây, cả chính sách lương thưởng, nó cũng ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, huấn luyện và phát triển nhân sự. Mọi mặt của tổ chức về cơ bản đều là một chức năng của cái trục bánh xe lớn, bản tuyên ngôn sứ mệnh tổ chức. Sau này tôi có dịp ghé đến một khách sạn khác trong cùng hệ thống, việc đầu tiên khi tôi làm thủ tục nhận phòng là hỏi xem liệu tôi có thể xem bản tuyên ngôn sứ mệnh và họ đồng ý ngay. Đối với khách sạn này, tôi lại được dịp hiểu thêm về phương châm phục vụ từng khách hàng vô điều kiện. Trong 3 ngày ở đây, tôi quan sát mọi tình huống cần đến sự phục vụ mà tôi có thể quan sát được, nhưng điều gây ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh một nhân viên dám tự mình thừa nhận lỗi với cấp trên. Chúng tôi gọi món ăn phục vụ tại phòng và được báo thời gian món ăn sẽ chuyển lên. Trong quá trình di chuyển, nhân viên phục vụ này làm đổ sô-cô-la nóng nên phải tốn vài phút để quay lại đổi đồ uống và khăn lót. Thời gian thức ăn lên bị trễ mất 15 phút so với thời gian thông báo. Điều này không quan trọng lắm với tôi và tôi chẳng phàn nàn gì cả. Thế mà sáng hôm sau, người quản lý gọi điện xin lỗi và mời chúng tôi dùng bữa sáng tự chọn hoặc phục vụ tại phòng miễn phí như một cách bù đắp cho sự chậm trễ đã gây ra ngày hôm qua. Bạn nghĩ thế nào về văn hóa của một tổ chức mà ở đó nhân viên biết tự nhận lỗi, cái lỗi chỉ mình anh ấy biết, với cấp trên để khách hàng được chăm sóc tốt hơn? Như đã từng nói với vị quản lý ở khách sạn trước, tôi biết rất nhiều công ty có bản tuyên ngôn sứ mệnh ấn tượng, nhưng rõ ràng có một sự khác biệt thật sự ở đây về tính hiệu quả giữa một bản tuyên ngôn được tạo nên bởi sự tham gia đóng góp của một các thành viên trong tổ chức so với chỉ một vài lãnh đạo cấp cao ngồi trên phán xuống. Một trong những vấn đề cơ bản trong các tổ chức, kể cả gia đình là người ta không mấy bận tâm đối với những quyết định của người khác, đơn giản là họ không tin vào những quyết định đó. Khi làm việc với các tổ chức, rất nhiều lần tôi nhận thấy mục tiêu cá nhân của nhân viên hoàn toàn khác với mục tiêu của doanh nghiệp. Tôi cũng thấy các hệ thống khen thưởng chẳng ăn nhập gì với hệ thống giá trị được nêu ra cả. Mỗi khi bắt đầu làm việc với các công ty, tôi đều hỏi họ, có bao nhiêu nhân viên ở đây biết là công ty có bản tuyên ngôn sứ mệnh? Có bao nhiêu người trong số này biết rõ nội dung của nó? Có bao nhiêu người thật sự cam kết và sử dụng bản tuyên ngôn này làm khung tham chiếu cho những quyết định đưa ra? Không có sự tham gia sẽ không có cam kết. Hãy viết xuống đánh dấu sao. Khoanh tròn hay gạch dưới dòng chữ này, không tham gia sẽ không có cam kết trong giai đoạn đầu khi một người mới vào tổ chức hoặc đối với gia đình là khi con cái còn nhỏ bạn có thể vạch ra cho họ thấy mục tiêu họ sẽ dễ dàng chấp nhận đặc biệt nếu mối quan hệ việc định hướng và công tác huấn luyện được thực hiện tốt nhưng khi họ trở nên trưởng thành hơn và cuộc sống có ý nghĩa riêng tư nhiều hơn họ muốn thật sự tham gia vào quá trình thiết lập mục tiêu nếu không được đồng ý họ sẽ không chấp nhận mục tiêu do người khác áp đặt khi đó, bạn sẽ đối diện về việc họ thiếu động cơ làm việc, chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính trình độ tư duy của lúc chúng ta tạo ra vấn đề đó. Điều này cho thấy việc kiến tạo bản tuyên ngôn sứ mệnh của tổ chức đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự kiên trì, sự tham gia của mọi người và cả sự đồng cảm. Nó không thể là một biện pháp tức thì, nó cần thời gian, chân thành, chính trực xây dựng dựa trên những nguyên lý và lòng dũng cảm để đồng nhất tất cả hệ thống, cấu trúc cũng như phong cách quản lý hướng đến tầm nhìn và những giá trị được mọi người chia sẻ. Tuy rất khó và tốn nhiều công sức, nhưng nhờ dựa trên những nguyên lý đúng đắn, bản tuyên ngôn sẽ có hiệu quả. Bản tuyên ngôn sứ mệnh của tổ chức, một văn bản thực sự phản ánh tầm nhìn và giá trị được mọi người trong tổ chức thừa nhận và chia sẻ sẽ tạo ra sự hiệp nhất và tính cam kết rất mạnh nó gợi cho mọi người một khung tham chiếu một bộ tiêu chuẩn hay hướng dẫn nhằm chi phối và dẫn dắt họ họ không cần người khác ở đó để chỉ đạo kiểm soát phê bình hay chỉ trích mọi người đã thấm nhuần những giá trị cốt lõi đại diện cho tổ chức